chào các bạn, tôi là Thượng Thật Thà. Và trong một cái video gần đây nhất thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta có thể đổi những các cái đồng Bitcoin mà chúng ta khai thác để lấy các sản phẩm. Và hôm trước thì mình cũng có nói với các bạn rằng mình đã đổi một chiếc máy giặt, và khi nào đổi mình sẽ sử dụng thì mình sẽ review để cho các bạn xem. Và cũng khá lâu rồi, cái video đó cách đây cũng phải 2-3 tháng. Và hôm vừa rồi thì mình vừa mới lắp. Đây là một chiếc máy giặt là SK, nó là thương hiệu gì ta, Sumikura đó. Thì lúc trước là mình đổi là 950p để lấy một cái máy giặt như này. Đối với những người mà có những số lượng đồng pi ít ỏi thì họ nghĩ rằng mình đang vung phí cái đồng pi đó. Tuy nhiên thì mình cũng là một trong những người đào cái đồng pi này từ rất là sớm, nên là mình nghĩ rằng nó phù hợp với mình. Còn đối với những người mà chưa từng đào pi hoặc coi pi là lừa đảo thì họ nghĩ rằng cái đó là mình nói phét. Ở đâu cũng vậy, nó sẽ đều có hai cái luồng thông tin trái chiều nhau. Tuy nhiên thì mình khẳng định là nếu như mà bây giờ ai mà có pi và đã qua quá trình KYC và đồng pi đã về với ví của mình rồi thì có thể đổi hàng được và chắc chắn sẽ đổi được hàng đó. Tuy nhiên là các bạn có muốn đổi hay không thôi. Cái đồng pi đó thì nó cũng biến động liên tục. Ví dụ như lúc trước mình lấy cái máy giặt này là 10,5 kg, tức là nó giặt được 10,5 kg, trị giá là 950p. Còn thời giá tiền là bao nhiêu thì mình không biết. Ở trên trong web họ bán cái máy này đâu đó nó rơi được 10 triệu hay 10 triệu gì đó. Nhưng cũng có những thời điểm mà đồng pi khi định giá rất là thấp thì nó lên tới khoảng 900, nó rơi khoảng hơn 1000 pi cho một cái máy giặt này. Đó là cái giá mà những người ta đang có, người ta đang có hàng ở trong tay, người ta muốn đổi bao nhiêu thì đó là quyền của người ta. Và mình có pi mình muốn đổi hay không đấy là việc của mình. Hoặc ví dụ như các cái sản phẩm khác, ví dụ như là tivi cũng có này, máy giặt, rồi đường cơm điện, lò vi sóng, nói chung rất là tật, mọi thứ đều có thể đổi bằng pi được. Tuy nhiên thì giá thì nó cũng tương đối là cao. Ví dụ như gần đây nhất thì mình thấy là có một cái những cái bếp công nghiệp, bếp nhập, cái bếp bếp ga dành cho gia đình, bình hai mặt bếp, thì đâu đó họ đang đổi với khoảng hơn 100 pi đó. Cái đó thì mình không dùng nên mình không đổi. Còn nếu như mà các bạn muốn đổi thì mình sẽ lát nữa mình sẽ gắn thêm một cái đoạn video ở phía sau, đó là cái địa chỉ hoặc là cái nơi mà các bạn có thể đổi được. Và số điện thoại của cái anh Quân này cũng rất là uy tín, anh ở Bắc Giang. Và cái máy này của mình cũng đổi ở trên Bắc Giang về. Và mình sẽ review gần với cái máy giặt để cho các bạn xem là có nên đổi hay không nhé, và có đáng đổi hay không. Đây các bạn nha, đây là một cái máy giặt có thương hiệu của SK, hình như cái này là thương hiệu của bên Trung Quốc thì phải. Mình thấy mặt sau thì ghi là sản xuất tại Malaysia, thương hiệu SK Sumikura. Cái máy này giặt được 10 kg, và mình thấy về thiết kế bên ngoài thì cũng tương đối là ổn, và kể cả là khi mà máy chạy mình cũng thấy tương đối là êm đó. Đây là một cái sản phẩm mà mình đã đổi được từ việc khai thác pi đó. Các bạn tin hay không thì đó là quyền của mỗi người thôi. Tuy nhiên thì mình chắc chắn là ai có pi mà đã về ví được rồi thì chắc chắn sẽ đổi được. Và ở dưới cái video này thì mình sẽ áp cho các bạn cái nơi mà các bạn có thể đổi được nhé. Chứ mình không phải là người chủ cửa hàng đó, và mình cũng chỉ là một người đào pi về, và mình khai thác, và mình có cơ hội thì mình đổi đồ để mình dùng thôi các bạn nhé. Video này không phải là một video lùa gà,
cũng không phải là một cái video mà hô các bạn mua bán đồng pi, cũng như là bảo các bạn tham gia vào cộng đồng chơi crypto, mà đây chỉ là cái mà mình giới thiệu về cái đồng tiền kỹ thuật số mà chúng ta có thể khai thác qua một cái nền tảng điện thoại, và chúng ta có thể sử dụng nó ở trong cái cộng đồng của những người yêu quý cái đồng Pi Network nha các bạn nhé. Còn còn đây nha các bạn nhé, đây là cái địa chỉ mà các bạn có thể các bạn có Pi, các bạn có thể qua đây để giao dịch và trao đổi. Đây, số điện thoại là 0982688892, đây là số điện thoại duy nhất của cửa hàng thiết bị y tế Hải Quân. Đây, điện máy Hải Quân, điện máy Bắc Giang, Pi, Đồng Thuận, để cho các bạn. Đó, còn vào đây thì chúng ta sẽ xem được cái file gần nhất, là cái file ảnh này, được chưa? Máy rửa bát 14 bộ nhân 1100 Pi, được chưa? Máy rửa bát 8 bộ thì nhân với 800 Pi này, được chưa? Đây là một cái quạt trần với giá là 250 Pi thì chúng ta có thể đồng thuận được, được chưa? Chăm rửa mỡ cho các món ăn thơm ngon giòn giòn, lại tốt cho sức khỏe. Rõ ràng trên không dầu này chứ cỡ đã. Đây, một cái chiếc quạt đồng thuận 400 Pi giảm còn 200 Pi. Ở cái đồng Pi này thì nó cũng lên xuống theo tùy từng thời điểm nha các bạn nhé. Đây. Đó. Có những người ta đổi 775 Pi này, 200 Pi này, đây. Cái nào mà chuyển màu đỏ là chuyển đi, còn cái màu xanh là chuyển đến, được chưa? Đây. Map đến Bắc Giang rất là dễ. Nói chung là các bạn không tin thì các bạn có thể gọi trực tiếp hỏi điện máy Hải Quân với số điện thoại mà mình vừa cung cấp ở trên đó, 0982688892. Ở đây thì mình cũng đổi cái máy này của mình ở đó mà. Đây, một cái dàn, không phải dàn, một cái bộ để có thể hát karaoke là bát 40 nhân với giá 280 Pi. Mình thấy ở đây anh cửa hàng thiết bị y tế cái cửa hàng điện máy Hải Quân này là an toàn 100% nha các bạn nhé. Đây là cái gì ta, lò nồi chiên không dầu 10 lít mà có 100 Pi thôi đó. Bây giờ các bạn thấy uy tín chưa? Rồi, ok, video này cũng là một cái video mà đối với anh em mà đã đào Pi thì hiểu biết rất là rõ rồi. Còn rất nhiều anh em thì đang đứng ngoài cuộc. Một là thấy là nói rằng Pi nó lừa đảo, thì mình thấy là nó chả lừa đảo được mình một cái gì cả. Ngoài cái việc là chúng ta up mấy cái hình cá nhân của chúng ta, rồi cái chứng minh thư của chúng ta lên để chúng ta làm một cái việc gọi là KYC, đó là gì ạ, là xác minh danh tính. Ví dụ ông nào mà chơi crypto thì cũng đều xác minh danh tính rồi, ông nào mà chơi chứng khoán Việt Nam thì cũng đã phải xác minh danh tính, có vậy thôi chứ nó cũng chả lừa đảo cái gì của mình, đúng chưa? Thế nên là anh em là cứ vô tư mà đào thoải mái đi. Hiện tại thì nó cũng chưa có yêu cầu là chúng ta phải bỏ tiền ra để chúng ta mua một cái gì đó thì chúng ta mới được thực hiện cái quyền giao dịch, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta cứ copy thì chúng ta có thể đổi được đó. Còn nếu như mà anh em mà chưa đào Pi mà hữu duyên mà nhìn thấy cái video này của mình thì có thể là đào cùng với mình bằng cái mã mời mà mình để ở bên cạnh video cho các bạn nhé, và số điện thoại của mình nữa. Thì nếu như mà có cái gì mà cần trao đổi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Về cái đồng Pi này thì mình đào tới nay là khoảng được gần 3 năm rồi. Có những người đi sớm thì họ đi khoảng 4 năm rồi, còn mình thì mới chỉ gần 3 năm thôi. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau về Pi Network nhé.